Xin chào các bạn và các em. Trong buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn và các em giải nhanh điện xoay chiều bằng phương pháp sử dụng máy tính. Thì ta đã biết để giải bằng điện xoay chiều thì thông thường trên lớp các bạn học sinh đã được quen với hai phương pháp. Phương pháp đại số, phương pháp giản đồ. Thì phương pháp đại số ta đã biết là cách sử dụng cộng giác. Thứ hai, phương pháp giản đồ là phương pháp biểu diễn các đại lượng lên trên giản đồ vectơ. Tuy nhiên, khi giải điện xoay chiều thì ta lại thấy hai phương pháp này với một số bài toán là không hề đơn giản. Và nếu khó giải được thì cũng làm mất rất nhiều thời gian của các bạn học sinh. Chính vì lý do đó, trong buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn và các em một cách giải mới. Đó là sử dụng máy tính để giải bằng điện xoay chiều. Và phần này thì tương tự như với trường hợp sử dụng máy tính để giải phần giao động cơ. Thì chúng ta cùng vào phần nội dung của đề bài. Trước tiên, các bạn phải chuẩn bị một máy tính FX570S Plus. Như cái này, trong các bài học trước tôi đã giới thiệu. Thứ hai, ta phải biết biểu diễn một đại lượng điện xoay chiều tức thời sang ngoại phức. Ví dụ, ta có hiệu định thế tức thời U bằng 3 cos của 100 pt cộng với pi trên 6 đơn vị là volt. Thì ta biểu diễn của nó sang dạng phức là 3 móc của pi trên 6 ở đây là biểu diễn góc dưới dạng radian và 3 móc 30 độ ta biểu diễn góc dưới dạng độ. Thì làm thế nào để ta có thể biểu diễn dạng radian hay là dạng độ? Thì chúng ta thực hiện các thao tác như sau. Trước tiên, để trên màn hình xuất hiện chữ cm plus thì các bạn chỉ cần bấm mode 2. Sau đó, tùy theo đơn vị góc mà ta chọn là bấm shift mode 4 thì cho màn hình xuất hiện ra là radian và ta sẽ nhập được 3 móc của pi trên 6, hay là shift mode 3 thì trên màn hình sẽ xuất hiện là độ và ta nhập là 3 móc của 30 độ. Và với bài này thì tôi sẽ nhập là 3 móc của pi trên 6 thì tôi sẽ bấm shift mode và 4 sẽ xuất hiện chữ error và tôi nhập 3 shift dấu trừ trong ngoặc này và nhập pi trên 6. Thì để nhập pi trên 6 thì bấm con số này, sau đó shift p, sau đó bấm mũi tên xuống, bấm số 6 thì kết quả trên màn hình ta sẽ thu được. Như vậy, ví dụ này đã giúp cho chúng ta biểu diễn được một đại lượng điện xoay chiều tức thời bất kỳ sang dạng phức và hiện trên màn hình máy tính. Với các trường hợp khác như cường độ dòng điện thì ta cũng làm tương tự như ở mức này. Và dựa vào cách này thì chúng ta sẽ vào cái phần ví dụ của đề bài. Câu số 1. Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần
mắt nối tiếp. Một điện áp xoay chiều có thử thức là U bằng 100 căn 2 cos 100 t cộng 0.4 đơn vị là vôn. Thì khi đó điện áp giữa hai đầu điện trở thuần có biểu thức là UR bằng 100 cos 100 t đơn vị là vôn. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần sẽ là A UL bằng 100 cos 100 t cộng 0.2 đơn vị là vôn. B UL bằng 100 căn 2 cos 100 t cộng 0.4 đơn vị là vôn. C UL bằng 100 cos 100 t cộng 0.4 đơn vị là vôn. D UL bằng 100 căn 2 cos 100 t cộng 0.4 đơn vị là vôn. Thì theo đề bài này, ta thấy đề cho biết là mạch chữ R và chữ L mắc nối tiếp nhau. Mà biết được U hai đầu đoạn mạch và U hai đầu điện trở R thì ta dễ dàng suy ra được UL theo biểu thức giá trị tức thời. Từ đấy, ta biểu diễn các giá trị này sang dạng phức và ta tính toán là hoàn toàn là kết quả. Chúng ta vào phần lời giải. Đây là mạch RL thì đã có U bằng UR cộng UL, từ đấy suy ra UL bằng U trừ UR. Và ta thao tác trên máy tính như sau. Bước 1 bấm mode 2, màn hình xuất hiện cộng mở Felix. Bước 2 để màn hình xuất hiện mạch chữ R thì shift mode 4. Shift mode 4. Sau đó ta nhập dữ liệu với biểu thức U thì ta bấm là 100 căn 2 shift dấu trừ này để màn hình xuất hiện dấu móc. Sau đó ta bấm pi trên 4 thì ta bấm phân số pi dấu hạ xuống và 4. Như vậy ta đã nhập xong dữ liệu thứ nhất. Để nhập dữ liệu thứ hai thì ta bấm con trỏ sang bên phải, sau đó ta nhập 100 shift dấu trừ để màn hình xuất hiện dấu móc, sau đó ta nhập số 0 và ta bấm shift 23 bằng thì trên màn hình sẽ xuất hiện 100 móc được pi trên 2. Như vậy đáp án của ta sẽ là phương án A, UL bằng 100 cos của 100 pi t cộng pi trên 2 đơn vị là vôn. 100 chính là biên độ của này, pi trên 2 chính là pha ban đầu này. Vậy đáp án đó là A. Chúng ta cùng nhau sang ví dụ thứ hai. Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức là U bằng 100 căn 2 cos 100 pi t trừ pi trên 4 đơn vị là vôn. Khi đó điện áp ở hai đầu điện trở thuần có biểu thức là UR bằng 100 cos 100 pi t đơn vị là vôn. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện sẽ là A UC bằng 100 cos 100 pi t trừ pi trên 2 đơn vị là vôn. B UC bằng 100 căn 2 cos 100 pi t cộng pi trên 4 đơn vị là vôn. C UC bằng 100 cos 100 pi t cộng pi trên 4 đơn vị là vôn. D UC bằng 100 căn 2 cos 100 pi t cộng pi trên 2 đơn vị là vôn. Thì từ nội dung của đề bài ta thấy đoạn mạch gồm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Mà đề cho biết U đoạn mạch, cho biết UR thì tương tự như ví dụ
1, ta hoàn toàn tìm được cái UC. Chúng ta cùng nhau vào lời giải chi tiết. U bằng UR cộng UC thì đấy chính là UC bằng U trừ UR. Thì như thường lệ, bước 1 là chúng ta phải đặt màn hình xuất hiện cầm PLX là 412. Nếu trên màn hình chúng ta bấm rồi thì thôi. Bước 2, Shift mode 4 để màn hình xuất hiện chữ R. Nếu trên màn hình xuất hiện chữ R rồi thì thôi. Bước 3, ta nhập dữ liệu. Đây là biểu thức của U toàn mạch. Đây là biểu thức của UR. Vậy ta bấm Shift 2, 3 thì ta sẽ suy ra kết quả. Và sau khi bấm thì chúng ta có được là 100 móc của trừ phi trên 2. Vậy đáp số là phản A, UL bằng 100 cốt của 100 pi t trừ phi trên 2 đơn vị là vô. Chúng ta cùng sang ví dụ thứ 3. Toàn mạch AB có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. M là một điểm trên đoạn mạch AB với điện trở. Với điện áp UAM bằng 10 cốt của 100 pt đơn vị là vôn. UMB bằng 10 căn 3 cốt của 100 pt trừ pi nhân 2 đơn vị là vôn. Tìm biểu thức điện áp của UAB. A, UAB bằng 20 căn 2 cốt của 100 pt đơn vị là vôn. B, UAB bằng 10 căn 2 cốt 100 pt cộng pi trên 3 đơn vị là vôn. C, UAB bằng 20 cốt 100 pt cộng pi trên 3 đơn vị là vôn. D, UAB bằng 20 cốt 100 pt trừ pi trên 3 đơn vị là vôn. Trước khi vào phần lời giải thì ta thấy đây là đoạn mạch gồm có R, L và C mắc nối tiếp. M là một điểm nằm trên đoạn AB mà biết UAM và biết UMB. Vậy thì ta cũng dễ dàng tìm được biểu thức của UAB dựa theo là cộng số phức. Thì chúng ta cùng nhau vào phần lời giải. Xuất hiện cầm M PLX bằng cách bấm 1, 2. Nếu trên màn hình các bạn có rồi thì thôi. Bước 2, ta bấm Shift mode 4 để trên màn hình xuất hiện chữ R. Nếu trên màn hình các bạn có rồi thì thôi. Bước 3, nhập dữ liệu. Thì ta chỉ cần nhập dữ liệu theo đúng các bước như thế này thì kết quả cuối cùng sẽ là hai mươi trừ pi trên 3 và đáp án đó là phương án D, UAB bằng 20 cốt 100 pi t trừ pi trên 3 đơn vị là vô. Có ba ví dụ trên thì ta thấy được một đặc điểm là khi các bạn thành thạo máy tính và các bạn có thể làm các bước từ 1 cho đến 4 một cách nhanh gọn thì một bài điện xoay chiều chúng ta giải rất là nhanh. Nó vào cỡ tầm khoảng độ 30 giây nếu như các bạn luyện thật tốt. Từ đấy ta thấy phương pháp giải máy tính đối với những bài điện xoay chiều thực sự rất hữu ích với chúng ta. Chính vì lý do đó nên các bạn hãy truy cập vào trang tanggap.vn để tải nhiều bài hơn nữa để chúng ta có thể thành thạo các cách tính toán, thành thạo phương pháp máy tính. Nó sẽ giúp cho chúng ta đạt điểm tối đa trong kỳ thi tới này. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong các bài học tiếp theo.